Xin giới thiệu với các bạn, đây là một cái bộ chế xe 3 bánh, bộ chuyển đổi vô lăng dành cho xe 3 bánh. Cái cách thức hoạt động của bộ này thì khá là đơn giản thôi. Các bạn tháo cái trục ghi đông ra, giữ lại cái phần ống có chốt, sau đó là gia công làm sao bắt vừa với cái lỗ như thế này, có cá như thế này. Đấy, là sẽ bắt chết. Có nghĩa là khi cái này xoay như thế này thì cái ghi đông bánh xe nó sẽ quay, bánh trước nó sẽ chuyển động hướng. Tiếp theo là lắp đặt cái trụ răng này để nó bám vào cái trụ răng vành móng ngựa này, được bắt thông qua hai cái thanh này hàn vào khung. Đây nó có lỗ dập sườn này này. Đấy, để bắt vào hai cái thanh này bấm vào khung. Sau đó là lắp vô lăng lên là xong phần vô lăng. Còn tiếp theo đến phần lối cái hệ thống còi thì sẽ được làm như sau. Đối với còi thì dây dương của điện sẽ nối thẳng vào còi. Còn phần dây âm thì các bạn có thể dây âm thì nó sẽ được đấu vào khung. Và một cái dây âm sẽ từ đây, từ cái vành sắt này đi về phía còi. Đấy, thì các bạn đấu một cái tiếp điểm nhưng không được chạm vào khung xe, luôn luôn tì lên đây và lối về phía còi. Khi các bạn bấm còi ấy thì dây âm từ cái phần khung như này sẽ được lối qua phần tiếp điểm này đi về còi. Lúc đó còi sẽ có điện âm và sẽ hoạt động. Đấy là phần đấu còi rất là đơn giản như vậy và nguyên lý nó là như vậy. Giá bộ này thì tương đối là rẻ. Ngoài ra thì nó có phần công tắc nữa. Ở trong này thì em không đăng vào đây. Thì các bạn có chi tiết thắc mắc về giá thành, xin liên hệ Zalo 0983 818 955. Kèm hình ảnh bên em sẽ có trả lời chi tiết và hướng dẫn kỹ thuật thêm. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình.